Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 9.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó 3 bệnh nhân tử vong. Số ca mắc có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus enterovirus, tức virus EV71, có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh. Và để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung như sau. Chỉ đạo chính quyền các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, nguy cơ bùng phát dịch. Ngành y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch. Bộ Y tế đồng thời đề nghị các địa phương phải đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống, tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.